6 cách chữa hôi miệng dứt điểm ngay tại nhà. Bạn có thể áp dụng những phương pháp sau đây để đẩy lùi bệnh hôi miệng khó chịu này. 1. Muối và ngò gai. Bạn có thể đun ngò gai với một lượng nước vừa đủ trong khoảng 10 đến 15 phút, sau đó để nguội rồi thêm một chút muối để sử dụng làm nước súc miệng. Bạn nên súc miệng 2 đến 3 lần một ngày. Sau một tuần bạn có thể nhận thấy sự khác biệt. 2. Gừng. Gừng có tính kháng khuẩn sẽ giúp ngăn ngừa sâu răng và giúp hơi thở thơm tho hơn. Bạn có thể dùng gừng tươi cắt lát mỏng, uống cùng với trà hoặc ăn cùng chanh để làm sạch miệng, diệt khuẩn và cải thiện hơi thở. Mỗi ngày ăn 2-3 lát gừng, duy trì trong một tuần liên tục sẽ giúp hơi thở của bạn được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên bạn cũng cần chú ý chỉ nên dùng những lát gừng mỏng, nếu không thể chịu được mùi vị của gừng, bạn cũng có thể dùng với trà mà không cần ăn. 3. Sữa chua. Sữa chua có tác dụng ức chế sự sản sinh hydrogen sulfide nên được xem là cách giảm hôi miệng rất hiệu quả. Sữa chua cũng giúp tạo nên môi trường thuận lợi cho các loại vi khuẩn có lợi phát triển, giúp bảo vệ răng miệng cũng như hệ tiêu hóa. 4. Chanh. Chanh có khả năng diệt khuẩn nên cũng là một trong những thực phẩm giúp bạn đánh bay mùi khó chịu ở miệng. Chỉ cần sử dụng nước cốt chanh và muối để súc miệng, chải răng, chải lưỡi để loại bỏ vi khuẩn cũng như những mảng bám gây mùi. Hãy dùng chanh vệ sinh răng miệng 2 lần một ngày, bạn sẽ cảm thấy hơi thở được cải thiện nhanh chóng. 5. Mật ong. Mật ong cũng là một trong số những thực phẩm có chứa chất kháng khuẩn vô cùng hữu hiệu. Có thể pha mật ong với chanh và sử dụng để súc miệng hàng ngày. Đây cũng là một cách giảm hôi miệng rất hiệu quả và đơn giản. 6. Rau húng chanh. Cách dùng húng chanh có phần phức tạp hơn những loại thực phẩm ở trên. Bạn cần phơi khô lá húng chanh rồi đem đi sắc thật đặc, ngậm trong 5-7 phút. Bạn có thể dùng nước sắc này mỗi ngày để có được hơi thở thơm tho, dễ chịu. Những cách chữa hôi miệng dứt điểm mà bạn hoàn toàn có thể áp dụng ngay tại nhà trên đây chỉ áp dụng cho hơi thở có mùi, nguyên nhân không phải do bệnh lý. Nếu hôi miệng do bệnh lý thì cần điều trị khỏi bệnh mới chấm dứt được mùi hôi của miệng. Nếu cảm thấy bản thân bị hôi miệng hay có vấn đề về răng miệng, hãy đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị một cách tốt nhất. Video đến đây hết rồi. Nếu thấy video hữu ích, hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!